Ngon rồi. Đi tự cầm uống nữa. Đấy uống sao lại cứ bị sặc lên mũi thế nhở? Trời ơi, uống sữa mà hai cái lỗ mũi kìa. Uống sữa mà sặc lên mũi kìa. Uống kiểu gì thế này, uống lúc nào cũng bị sặc lên mũi thế này. À, từ nào? Chị Gấu uống sạch sẽ hơn em Ti nhỉ. Ti uống rớt ở đây bận quá. Rớt hết ở nhà. Gấu uống đi con. Gấu uống có bị sặc lên mũi không? Không uống đi. Thôi tiếp à? Vô. Rồi, được rồi. À, con để yên mẹ cầm đi em uống. Thì tự cầm mẹ xem nào. Thì tự cầm đi, đây đây đây. Dạ. À, vô, được rồi. Rồi, đưa cho em tự cầm. Em uống gần hết hộp rồi đây này. Em uống nữa. Thương Ti Ti không thương gấu nữa. Không chơi với con nữa nhá. Nhá. Mày chơi mình em Ti Ti thôi nhá. Kệ con đấy. Ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Thế dạ mẹ chưa? Dạ mẹ chưa? Dạ mẹ chưa? Vòng tay lại dạ mẹ, mẹ tha cho. Dạ mẹ đi. Dạ mẹ đi, mẹ tha cho. Không dạ mẹ không thương đâu. Dạ chưa? Khoanh tay lại dạ mẹ. Anh lên. Ồ, mẹ dắt em Ti Ti đi chơi, kệ gấu. Thế con dạ mẹ đi. Dạ mẹ đi. Thế vòng tay lại dạ mẹ, mẹ xem nào. Vòng tay lại dạ mẹ. Nhanh lên. Vòng tay lại. Ừ. Con bò. Thế lên thơm mẹ cái nào. Lên lên thơm mẹ cái. Thơm. Thơm thì mẹ mới tha chọn. Nào. Ừ. 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 Con bò sữa. Đi chơi nhá. Đi chơi nhá. Ừ. Đi. Cả Ti Ti, Ti Ti đứng xuống đây. Xuống đây, đi. Dắt Ti Ti đi luôn. Nào đi Ti. Đứng đây. Ủa, à nằm bóng chơi nhá. Nhá, nằm bóng chơi nhá. Cho ô tô xuống đây luôn. Nào, đây là nặng. Ây, đây là.